Trước mắt các bạn là cảnh một con chuột hamster mẹ đã hạ sinh một đàn con nhỏ. Do vừa mới chào đời nên cơ thể của chúng rất yếu ớt và mỏng manh. Bên ngoài da của chuột hamster con là một màu hồng khá đẹp. Lúc này chuột hamster mạ phải cần bổ sung thật nhiều thức ăn. Có như vậy thì nó mới đủ sữa để nuôi đàn con của nó. Chuột con thời gian này chủ yếu chỉ cần uống sữa và nghỉ ngơi. Chứ ngoài hai việc đó ra thì tụi nó cũng chẳng làm được gì khác. Đến cả việc mở mắt nhìn đời chúng còn chưa thể làm được nữa là hơn một tuần lễ trôi qua kể từ ngày mấy chú chuột con chào đời. Bây giờ chúng ta có thể thấy lông trên người chúng đang mọc dần rồi. Mỗi một con bắt đầu có một màu sắc riêng biệt không lẫn vào đâu được. Phải nói là loài chuột hamster này phát triển nhanh vãi cả trưởng nhỉ. Mới ngày thứ 9 mà chúng đã lớn hơn gần gấp 3 lần kích thước ban đầu. Và mấy bé chuột nhỏ này vẫn chưa mở mắt ra được. Mà kể ra cũng hay phết nhở. Nhắm mắt mà tụi nó vẫn có thể tìm được núm vú của chuột mẹ ghê thiệt. Ăn no xong xuôi là tụi nó bắt đầu hoạt động nhiệt tình. Cứ bò qua bò lại như vậy đó chứ mấy bé này có biết làm gì nữa đâu. Kể từ ngày thứ 13 mắt của chúng đã có thể hé mở ra rồi. Thay vì bú sữa mẹ thời điểm này tụi nó có thể ăn đồ ăn. Nhưng sữa mẹ vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng hết sức quan trọng các bạn ạ. Đến ngày thứ 18 thì mấy chú chuột đã đi lại một cách nhanh nhẹn, và hơn thế nữa chúng có một chiếc bụng dường như là không đáy vậy, có thể ăn bất cứ giờ nào mặc cho đó là buổi sáng hay buổi tối. Tuy ăn hơi nhiều nhưng được cái là tụi nó rất là ngoan ngoãn. Ngày thứ 21 người chủ đưa lồng của chúng ra gần cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Ái chả, mới đó thôi mà con nào con nấy cũng mập ú hết trơn rồi. Con chuột lớn nhất có bộ lông màu vàng đất này chính là chuột hamster má. Ôi vãi, trong khi những người khác đang chơi đùa ngoài kia thì có một chú chuột nằm ngửa trong một góc nhìn cưng dữ vậy ta. Ơ kìa, còn con chuột này chui hẳn vô một cái nhà nhỏ nữa chứ. Các bạn có thấy mấy con chuột hamster này cute vãi chưởng không? Nếu có thì bình luận phía bên dưới cho mình biết với nha. Do là loại vật gặm nhắm nên răng của chúng sẽ mọc dài liên tục, vì thế bạn đừng ngạc nhiên khi tụi chuột này cứ ăn hoặc gặm liên tục. À đây, coi bà nội này vừa nằm ra rồi nhắm mắt ăn luôn, sang chảnh ghê thiệt chứ. Ăn no rồi thì ra dáng mà tập thể dục đi mấy cô em, tập để giảm mỡ chứ cứ nằm không vài ngày nữa mập lên là đi hết nổi bây giờ. Kêu lên máy chạy tập thể dục mà tụi nó ngồi nguyên đám vậy đó, coi tức không chứ. Ăn thêm cà rốt vào cho đẹp da nè mấy đứa ơi. Ăn từ từ thôi, đừng có mà giành nhau như vậy chứ. Chắc mình phải mang một con hamster như vậy về nhà nuôi quá. Chứ nhìn mấy bé này đáng yêu chịu không có nổi hả. À tới giờ đi ngủ nên mấy bé chuột lăn ra ngáy khò khò hết trơn rồi. Thôi không làm phiền mấy bạn chuột ngủ nữa, mình đi đây. Biển Đại Tây Dương ngay lúc này thủy triều đang rút dần, mà nước biển xuống thấp chính là cơ hội để anh chàng vua lì đòn đi ra nơi này để bắt một vài sinh vật thú vị cho chúng ta chiêm ngưỡng. Chúng ta cùng chờ xem hôm nay anh ấy sẽ bắt được những sinh vật nào nhé. Ngay khi dùng vợt vớt vào dặn san hô bên dưới thì họ đã có phát hiện đầu tiên. Mình nghe nói là anh chàng này đã bắt được một con tôm nhỏ. Cứ hễ bắt được sinh vật nào là họ sẽ thả vào bể nước nhỏ này, khi nào lên bờ thì anh ấy sẽ giới thiệu từng con cho chúng ta biết. Mục tiêu của nhóm người họ hôm nay là phải bắt cho được một con cá ngựa. Vãi, mình vừa mới nói xong hình như anh ấy đã tóm được một con cá ngựa rồi kìa. Vâng, và đúng chính xác đó là một con cá ngựa mọi người ạ. Xem ra mấy anh chàng này rất vui khi bắt được nó. Trên bàn lúc này là tất cả những sinh vật mà anh ấy bắt được lúc nãy. Sinh vật đầu tiên anh ấy muốn giới thiệu chính là con cá nhỏ màu xanh này đây. Điểm đặc biệt của loài cá này các bạn có biết là gì không? Đó chính là chiếc gai nhỏ dài và nhọn nằm trên đỉnh đầu của con cá. Tiếp đến là cái cục tròn tròn nhưng nhiều gai này đây. Đó không thứ gì khác chính là một con cá nóc gai. Cá nóc thường có xu hướng phình to ra khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Và với loài cá nóc gai này, khi có một kẻ săn mồi muốn nuốt nó vào cổ họng thì chắc chắn sẽ bị những cái gai này đâm vào da thịt rất đau. Tiếp theo là một con cá bọ cạp. Khi bạn vô tình đi chân không mà đạp trúng loài cá này thì bạn sẽ chịu một cơn đau rất chi và này nọ. Còn sinh vật có cái mỏ dài dài này tên là cá chìa voi. Nói chung mình thấy nó giống với cá lìm kìm nhưng mà lớn hơn chút thôi. Còn đây là chú cá ngựa mà anh ấy bắt được lúc nãy. Nhìn bề ngoài của nó là nhận ra ngay liền đúng không nà. Thức ăn của cá ngựa là những vi sinh vật phù du trôi nổi trong nước. Chúng bơi bằng cách quạt vây ngay chỗ sau lưng và ở mang tay, nên chúng ta sẽ không thấy cơ thể cá ngựa hoạt động quá nhiều. Tại sao người ta gọi nó là cá ngựa thì chắc tại nó hay ngựa ngựa ấy mà. Video review giải trí đời sống của chúng mình đến đây đã hết. Nếu thấy thú vị thì nhớ theo dõi kênh Nhím Cute Review nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.